Okay. I'm so sweaty. 30 more minutes till we go home. No! We have 1 hour of playtime. No. That's at 2 o'clock because when we get home, it's going to be like 3 o'clock already. Yeah. So if we go now, then it would only be like, it takes 3 minutes. Cứ chơi đi con, không sao đâu, chơi đây cho khỏe hơn mà chơi nhà. Chơi đây mát hơn nhà. Rồi chơi đi con, chơi đi. Hả? Please. Please con, ở đây chơi cho nó vui con. Stop. Nó ra làm rớt cái nón hả con hả? Please con. Thôi mình gọi vô đây mình có cơ hội mình ở đây mình chơi chứ về nhà thiếu gì cơ hội con ở nhà thì ở nhà mình có cơ hội chơi thiếu gì. No, he said no. He said no. Ở nhà mình có nhiều cơ hội lắm con, ở đây mình lâu lâu mình đi lần mình chơi thoải mái đi, còn nhiều chỗ chơi lắm á, chưa có đi hết đâu. Ở đây có cây cối nè, nó có không khí cho tốt nè. Mình đi ra ngoài là tiếc là mình có nhiều cái hít nhiều không khí tốt á. Ở nhà ngoài mình stress a lot. It's a lot of stress at home. Ở nhà có play with slime only. No, sometimes I'm jealous. Here we can play with anything. See, Tara enjoying. I'm gonna find my overcoat. No. What? Oh, hồi nãy có trái cây. Mình để. Lấy nè, lấy cái trái cây ăn nha. Trái cây trên xe. Trên xe đây nè, trái cây đây nè. Trái cây ở đâu? Cây trong này lấy đi lấy nha.